Tội nghiệp ông chú, từ lúc mở quán tới bây giờ bị biết bao nhiêu người chê là hồ đồ. Tại vì ổng đang làm bếp trưởng của một khách sạn 5 sao với lương cao ngất ngưỡng thì không chịu làm, đi mở cái tiệm bé tí thế này vì cái gọi là niềm vui giản đơn, trút bỏ hết luật lệ hà khắc của cái mác 5 sao. Quán của chú tạo cảm giác ấm cúng, một phần là vì quán không có quá đông khách, một phần là chú rất là tôn trọng người ăn, cho nên mỗi lần nấu xong là chú ra hỏi mọi người ăn có vừa ý hay không, trò chuyện thân mật giống như kiểu người nhà. Chú đi tới đâu là tiếng cười nói rơm rã tới đó à. Dịch vụ và món ăn là 5 sao nhưng mà giá cực kỳ là bình dân, như là cái món lõi nạc vai bò Mỹ này nè, xử lý khéo cho nên là bò mềm, mọng nước, hương vị và bài trí thì vượt xa mong đợi so với cái giá 89k. Bình thường thì Sơn không thích ăn mì Ý vì nó ngán lắm, không biết chú bỏ cái gì vô cái dĩa mì Ý hải sản này mà Sơn ăn hết dĩa không biết ngán. Tôm lan bột sốt mayonnaise hương chanh, lớp áo bên ngoài thì siêu mỏng và giòn tan, tôm bên trong thì tươi vừa chín tới cho nên là giòn và ngọt. Có hai món bạn phải thử ở đây: Hokobe steak hay còn được gọi là thịt bò mềm tan trong miệng. Món này thì thường chỉ có trong nhà hàng cao cấp, nhờ có chú mà những người thu nhập thấp như cháu mới được ăn. Món số 2 đó là T-bone steak, phần này vừa có nạc mà ở xương, riêng cái phần này thôi là hai người ăn no luôn á. Khi ăn món này sẽ cảm nhận được cái vị béo béo bùi bùi, thịt thì mềm, vị thì rất là lạ, nên thử nha. Bánh mì bơ tỏi tự làm thơm giòn, phần salad niswa thì vị rất là quý tộc. Lần trước Sơn ăn ở trên Du Thuyền 5 sao á cũng đúng là cái vị này nha. Phần nước này hình như không phải ông chú không làm nhưng mà rất là mờ lem luôn á. Cảm ơn chú đã lựa chọn niềm vui khi quyết định mở quán bình dân với bếp chuẩn 5 sao, để tụi con có cơ hội được biết đến thế nào là tinh hoa ẩm thực.